tử vi tuổi Tuất tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 4 năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tuất trong tháng, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tuất sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 4, từ ngày 20 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và mệnh chủ Bình Tuất sinh năm 1946. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 4, từ ngày 1 tháng 6 dương lịch, có nạp sát là Canh Thìn, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 và mệnh chủ Giáp Tuất sinh năm 1994. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để kích hoạt đường công danh và tài lộc, công việc hanh thông, rộng mở, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang bên mình vật phẩm sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón được tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn đối với các ngày tốt, người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 và tuổi Tuất nói chung. Thứ nhất là ngày 8 tháng 4, tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Họa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 4, tức ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch
qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong khoảng thời gian này. Vì thế mà bản mệnh cần chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với khó khăn và chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như là một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Nếu bản mệnh là người làm công, ăn lương, bạn sẽ khó đạt được tiến bộ lớn và xác suất nâng lương, thăng chức cũng rất thấp. Rất nhiều rắc rối trong công việc và tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến bản mệnh thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách. Thậm chí, bản mệnh có thể mất việc. Đối với tuổi Tuất trong vai trò lãnh đạo, điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người. Cho nên, bản mệnh cần nỗ lực nhất định để hòa nhập với mọi người xung quanh. Đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy thuyết phục mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, thì những gia chủ tuổi Tuất cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, còn là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc, tin vui là tài vận trong tháng 4 âm lịch của tuổi Tuất khá ổn định, việc thu, chi khá cân đối, nên bản mệnh không còn lo lắng nhiều. Tiền bạc của bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư, khởi nghiệp, nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Quý gia chủ có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình. Do tài lộc ở mức bình thường và không quá đột phá, khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, chỉ chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm xài đạo. Xem tử vi tình duyên tuổi Tuất cho thấy sẽ không có nhiều biến động trong thời điểm tháng 4. Đa số lứa đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Dù có tranh cãi, cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Tuất độc thân sẽ khá nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ. Từ đó, bản mệnh có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Tuất có vẻ đẹp về ngoại hình, nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát. Cho nên bản mệnh cần chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 3 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thay đổi. Lời khuyên dành cho những người tuổi Tuất đang buồn vì chuyện tình cảm, đó là người ấy cũng chân thành, chỉ là cách họ thể hiện không trùng khớp với mong muốn của bạn. Mỗi người sẽ mang một cá tính riêng biệt, do đó mà cách thể hiện tình cảm và lối sống của họ cũng khác nhau. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vật phẩm được sử dụng để hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch khá tốt. Với điều kiện tốt như vậy sẽ giúp bản mệnh có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu của mình trong tháng. Tuy vậy, bản mệnh vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, vì thời tiết lúc này đã trở lạnh, nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm. Hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt đối với cơ thể, khiến cho đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bản mệnh vui vẻ và yêu đời. Để hỗ trợ cho môi trường năng lượng tích cực, giúp bản mệnh xua tan những vất vả, mệt mỏi, các gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một pháp khí của nhà Phật, không chỉ hiệu quả trong việc mang đến nguồn năng lượng tích cực,
mà còn giúp bạn thuận lợi, may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch. Để các bạn có cái nhìn rõ và chi tiết nhất, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Bước sang tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Mậu Tuất cực vượng. Quý nhân trợ giúp cũng giúp bản mệnh có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn còn tồn tại trước mắt. Điều đó sẽ khiến cho bản mệnh không phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan. Vì thế, những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh. Không nên tự mình đưa ra quyết định. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất trong tháng khá ổn định. Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Tuất cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Canh Tuất gặp phải nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng. Bản mệnh còn dễ gặp phải, cần phải giải quyết những chuyện phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không được thuận lợi. Đặc biệt, khi sau lưng bản mệnh luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Vì vậy, trong công việc, bản mệnh dễ để xảy ra sai sót, khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Cho nên, thời điểm này, người tuổi Canh Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để tăng cường vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, người tuổi Nhâm Tuất sẽ gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc. Vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội để thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường. Bản mệnh có thể tìm kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại không có nhiều khởi sắc. Những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi. Nhưng thầy Gia Cát khuyên rằng, quý gia chủ không nên đi đến những quyết định quá vội vàng, mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 4 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ tư, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Ngoài ra, trong tháng này, bản mệnh được dự đoán sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, bản mệnh nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra, trong tháng này, tuổi Giáp Tuất cũng sẽ gặp được quý nhân trợ giúp rất lớn. Thầy Gia Cát khuyên người tuổi Giáp Tuất nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Tuất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin
trong khung bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.